vô bạn ơi. Bỏ vô. Bỏ vô. Nhạc. I don't know what you heard about me. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm trend này. Let's go! Đầu tiên các bạn chọn tốc độ 1x, sau đó chọn hẹn giờ, kéo thanh thời gian đến 7.1s. Tiếp theo các bạn chọn tốc độ 0.5x, sau đó chọn hẹn giờ để quay tiếp đoạn còn lại. Các bạn vào hiệu ứng, sau đó kéo thanh thời gian đến vị trí chuyển cảnh rồi thêm hiệu ứng flash vào. Sau đó thêm hiệu ứng nào tùy thích. Thêm hiệu ứng xong thì ấn lưu nha mọi người. Tiếp tục các bạn chọn văn bản để cài đặt phông chữ hay là viết chữ, chọn màu chữ các kiểu ở trong này. Cài đặt xong vị trí của chữ thì các bạn chỉ thẳng vào đấy để đặt thời gian xuất hiện. Xong, chúng ta cùng xem kết quả nào. Anh chị ở đây coi có tiền không ạ? Có tiền mới chơi được với em nha. Không có tiền không quan hệ không chơi được. Em là người có tiền mà, hiểu anh chị không? Ở đây coi có tiền không ạ? Không ai có à? Chứ chả chơi với ai.